Hướng dẫn bắt bọ kẹp kìm vàng theo phong cách cà phê trứng vịt. Bọ kẹp kìm vàng là một trong bốn loại côn trùng rất hiếm được thêm vào bản cập nhật lần này. Chúng thường xuất hiện ở khu cắm trại vào buổi tối, đặc biệt là khung giờ từ phút 0 đến phút 7 hoặc phút 30 đến phút 37 ngoài đời thực. Vì bọ kẹp kìm vàng chỉ xuất hiện trong 7 phút nên việc tìm và bắt chúng khiến người chơi gặp nhiều khó khăn, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách săn bắt bọ kẹp kìm vàng cực dễ. Đầu tiên, để tìm bọ kẹp kìm vàng chúng ta vào khu cắm trại và kiểm tra các thân cây. vừa đi chúng ta vừa điều chỉnh góc nhìn nhân vật như video. cần chú ý một số vị trí dễ xuất hiện bọ như cây gần thác nước, cây gần chiếc xe xanh hoặc cây gần lối lên núi. sau khi đi một vòng khu cắm trại mà không phát hiện bọ kẹp kìm vàng, chúng ta đổi khu vực săn bắt bằng cách mời điện thoại và chọn đi tới plaza, sau đó vào lại khu cắm trại khác. việc đổi khu vực như vậy sẽ giúp tăng tỷ lệ xuất hiện bọ hiếm hơn là đứng ở một nơi duy nhất đến hết đêm. Thứ hai, khi đã phát hiện bọ kẹp kìm vàng chúng ta cần bình tĩnh. Vì là bọ siêu hiếm nên để bắt chúng cần tập trung và di chuyển thật cẩn thận. Đây là cách di chuyển để bắt bọ kẹp kìm vàng cũng như các loại bọ siêu hiếm khác, các bạn lưu ý nhé. Khi di chuyển đúng cách, chúng ta có thể áp sát bọ mà chúng không biết. Lúc này, thả tay khỏi nút vượt và thành công bắt bọ kẹp kìm vàng. Vừa rồi là cách săn bắt bọ kẹp kìm vàng của mình. Nếu thấy hữu ích hãy cho mình một tim. Chúc các bạn chơi vui.